Huấn luyện viên Koeman, Thổ Nhĩ Kỳ khiến tôi thót tim, Hà Lan không ngại đội tuyển Anh. Sau trận thắng ngược 2-1 Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết Euro 2024, các cầu thủ đội tuyển Hà Lan và huấn luyện viên Koeman đã thở phào nhẹ nhõm. Gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở trận tứ kết cuối cùng, rạng sáng ngày 7 tháng 7, đội tuyển Hà Lan gặp nhiều khó khăn. Sau những phút đầu tấn công mà không thể ghi bàn, lưới đội tuyển Hà Lan bất ngờ rung lên ở phút 35 với cú đánh đầu chính xác của Samet Akedin. Dù cố gắng tấn công trong những phút cuối hiệp 1 nhưng đội tuyển Hà Lan không có bất kỳ cơ hội đáng chú ý nào. Phải nhờ đến những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Ronald Koeman ở hiệp 2. Trong đó có việc tung tiền đạo mục tiêu Wout Weghorst vào sân, trả Depay về vị trí số 10 sở trường đội tuyển Hà Lan mới có nhiều cơ hội hơn. Trung vệ Stefan Javid gỡ hòa ở phút 70 từ đường tạt bóng của Depay và sau đó 6 phút, Matt Müller đá phản lưới nhà, giúp đội tuyển Hà Lan hoàn tất cuộc lội ngược dòng 2-1. Những phút cuối đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Nếu không có pha phá bóng chính xác của Mickey Van de Ven, đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella đã có thể gỡ hòa 2-2. Đội trưởng Virgil van Dijk của Hà Lan thở phào, đã có lúc chúng tôi phải thót tim trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thật may Hà Lan đã giành chiến thắng, trái tim tôi vẫn ổn. Như bạn thấy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải mạo hiểm ở những phút cuối, mang đến vô vàn khó khăn. Nhưng giờ chúng tôi đã vào bán kết. Điều này rất quan trọng và vô cùng xứng đáng. Trong hiệp 2, đội tuyển Hà Lan đã giữ bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội của mình. Virgil van Dijk, số 4, cùng các đồng đội trải qua trận đấu vất vả. Trong khi đó, huấn luyện viên Ronald Koeman cũng thừa nhận ông rất lo lắng những phút cuối trận đấu. Thổ Nhĩ Kỳ đã thi đấu tuyệt vời trong trận đấu. Họ chơi với niềm đam mê và chất lượng khi cầm bóng cũng rất cao. Ở mặt trận phòng ngự, mọi ngóc ngách đều bị Thổ Nhĩ Kỳ khóa chặt. Chúng tôi bị dẫn trước và rất vất vả mới có 2 bàn thắng. Những phút cuối Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên, đã có lúc tôi rất lo họ sẽ gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, chúng tôi đã vượt qua những giây phút thót tim. Các đội cũng cần một chút may mắn ở Euro. Nhiều người thường chỉ trích chúng tôi vì không thể hiện đúng phong độ nhưng họ không thể vào sâu như chúng tôi. Đáng chú ý, sau 20 năm đội tuyển Hà Lan mới có mặt ở bán kết Euro 2024. Trước mắt, cơn lốc màu da cam sẽ là đội tuyển Anh, Á quân Euro 2020. Khi được hỏi về đối thủ này, huấn luyện viên Ronald Koeman tự tin, đội tuyển Anh có những cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đang ở bán kết Euro và sức mạnh các đội ngang nhau. Nếu đội tuyển Anh muốn tấn công, Hà Lan cũng sẵn sàng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đội tuyển Hà Lan sẽ góp mặt ở trận chung kết. Huấn luyện viên Ronald Koeman cho biết sẵn sàng thi đấu đôi công với đội tuyển Anh. Về phần đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều cầu thủ đã bật khóc sau khi trận đấu kết thúc. Đội trưởng Hakan Kalangon nghẹn ngào, thật không may, chúng tôi chỉ có thể đi được đến đây. Tôi rất vui nếu Thổ Nhĩ Kỳ có thể mang lại sự phấn khích cho đất nước vào bán kết. Hiệp 2 toàn đội đã thi đấu không tốt, khác hẳn những gì chúng tôi đã thể hiện ở hiệp 1. Sau bàn thua thứ 2, chúng tôi đã thử những đường bóng dài và tận dụng cơ hội nhưng cũng không thành. Nhưng tôi tự hào khi đã vào đến tứ kết, tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội của mình vì đã nỗ lực hết mình. Như lời huấn luyện viên chúng tôi nói, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong top 5 đội mạnh nhất châu Âu lúc này. Hakan Kalangon không kìm được nước mắt tài năng trẻ Guler, phải, có giải đấu tuyệt vời.